Bàn thờ gia tiên, góc xuân thiêng liêng trong ngày Tết cổ truyền. Bàn thờ gia tiên không chỉ là nơi để thể hiện lòng hiếu thảo mà còn là biểu tượng của sự sum vầy và đoàn tụ. Nói đến bàn thờ gia tiên, ta lại nói đến bộ đồ thờ cúng bằng đồng. Đồ thờ bằng đồng từ mỹ nghệ Việt cung cấp, được chế tác tỉ mỉ tại làng đồng Đại Bái, Bắc Ninh, mang đến vẻ đẹp nghiêm trang và tinh tế trong mỗi không gian thờ cúng. Từ bộ đồ thờ tam sự đến ngũ sự, mỗi sản phẩm đều thể hiện sự tinh xảo trong từng đường nét, mỗi chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ và chất lượng. Làng đồng Đại Bái không chỉ nổi tiếng với lịch sử lâu đời mà được biết đến với những nghệ nhân tài hoa, người đã gìn giữ và phát triển nghệ thuật làm đồ đồng qua nhiều thế hệ. Với việc sử dụng đến 95% đồng nguyên chất, mỗi sản phẩm đồ thờ bằng đồng từ mỹ nghệ Việt không chỉ bền bỉ với thời gian mà còn toát lên vẻ đẹp đẳng cấp và sang trọng. Bề mặt được phủ một lớp nano chống trầy xước, giúp giữ gìn vẻ đẹp lấp lánh như mới qua nhiều năm sử dụng. Chúng tôi tự tin vào chất lượng của mỗi sản phẩm và cam kết bảo hành vĩnh viễn, đảm bảo bạn có thể yên tâm về giá trị lâu dài của những sản phẩm này. Đến với showroom của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bộ đồ thờ bằng đồng, mà còn nhận được sự tư vấn nhiệt tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên mỹ nghệ Việt.